FSEN được cung cấp 20 file cho 20 người muốn chia sẻ. File đính kèm được lưu trữ trong vòng 7 ngày. FSEN dễ sử dụng, tiện lợi như gửi email thông thường, đơn giản, nhanh chóng và hiệu quả. Truy cập website fsen.vn để trải nghiệm ngay dịch vụ thú vị này. Ngoài sử dụng dịch vụ tại website fsen.vn, FSEN còn tích hợp trên Gmail, Outlook Web và Outlook App để giúp người dùng dễ dàng sử dụng như gửi một email thông thường. Để cài đặt FSEN trên Gmail và Outlook Web, quý khách vào mục công cụ trên fsen.vn và chọn phần trình duyệt. Nhấn vào mục thêm vào Chrome, sau đó nhấn vào thêm tiện ích để hoàn tất việc cài đặt. Để nhận biết việc cài đặt FSEN thành công, trên toolbar của trình duyệt, quý khách sẽ thấy biểu tượng FSEN. Lúc này, quý khách có thể trải nghiệm FSEN ngay trên Gmail giống như mục đính kèm tệp thông thường. Quý khách nhấn vào đính kèm tập tin bằng FSEN trên Gmail, sau đó kéo thả hoặc chọn tập tin muốn gửi, chọn nút đồng ý để hoàn tất việc đính kèm tập tin vào Gmail. Soạn nội dung mail và nhấn vào gửi giống như thao tác gửi email thông thường. Việc giới hạn gửi file không vượt quá 25MB của Gmail không còn là trở ngại. Quý khách có thể thỏa thích gửi file dung lượng lớn lên tới 20GB thông qua Gmail của mình. Cách sử dụng FSEN trên Outlook Web tương tự như trên Gmail. Quý khách nhấn vào icon FSEN trên giao diện soạn email. Tại đây, quý khách có thể kéo thả tập tin vào khung upload hoặc nhấn vào chọn từ máy tính để bắt đầu chọn tập tin. Sau khi chọn tập tin cần gửi, quý khách nhấn đồng ý để bắt đầu chèn tập tin. Sau đó, soạn nội dung mail và nhấn vào gửi giống như thao tác gửi email thông thường. Cách sử dụng FSEN trên Outlook App. Tại trang công cụ của FSEN, quý khách tải công cụ FSEN tích hợp vào Outlook bằng cách nhấn vào dịch vụ email. Sau khi download app và cài đặt hoàn tất, thì giao diện khi soạn mail mới trong Outlook như sau. Để đính kèm tập tin vào mail, quý khách nhấn vào Attach File FSEN để chọn file cần gửi, nhấn đồng ý để bắt đầu việc chèn tập tin cần gửi. Sau khi việc đính kèm file hoàn tất, soạn nội dung và nhấn nút gửi như thực hiện thao tác gửi mail thông thường qua Outlook. Để tải file, người nhận sẽ nhận được link file của người gửi thông qua FSEN. Người nhận chỉ việc nhấn vào link nhận được, sau đó nhấn vào icon màu xanh để bắt đầu việc tải file. Mọi thông tin thắc mắc vui lòng liên hệ email hotro@fsen.vn, hotline 1900 6600, fanpage fsen.vn.